Nóng, biến thể phụ BA.5 lây lan nhanh đã xâm nhập Việt Nam. Chiều ngày 27 tháng 6, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ghi nhận biến chủng phụ của Ozon là BA.5 có khả năng sẽ lấn lướt các biến chủng cũ. Biến chủng này có thể có nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn và biểu hiện nặng hơn. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Phan Trọng Lân nhận định trên thế giới số ca mắc chưa ổn định, lúc tăng lúc giảm. Con số thống kê ca mắc còn liên quan đến chiến lược xét nghiệm của từng quốc gia và có sự không đồng đều trên các khu vực, cụ thể như tại châu Phi, Tây Thái Bình Dương hiện đang có sự gia tăng số mắc và tử vong. Các biến thể của virus SARS-CoV-2 vẫn đang tiếp tục được đánh giá. Các chủng BA.4 và BA.5 có khả năng lây lan nhanh hơn và có biểu hiện nặng nhưng chưa được nghiên cứu bài bản nên chưa chính thức công bố. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc thấp với chủng lưu hành vẫn là BA.2 biểu hiện nhẹ, tỷ lệ tiêm chủng dần mức cao hơn. Việt Nam có chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao với hình thức tiêm chủng đa dạng, tiêm chủng ngay tại nhà. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá dịch phức tạp và khả năng gia tăng trở lại. Biến chủng Ozone hiện là chủ yếu nhưng vẫn chưa phải là cuối cùng. WHO khuyến cáo các quốc gia cần duy trì, tăng cường hệ thống giám sát trọng điểm nguy cơ cao và tiêm phòng vaccine COVID-19.